Thiền sẽ giúp cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Rất nhiều người ở ngoài kia họ luôn lo lắng, rồi họ luôn cảm thấy là mất bình an, và họ cảm thấy cuộc đời của họ rối loạn hết cả lên. Bởi vì sao lại như vậy? Bởi vì họ không bao giờ họ ngồi có thể bình an và tập trung được một khoảng thời gian tĩnh lặng ở trong phòng của họ. Và họ thường chạy ra ngoài, họ thường đi tìm ở ngoài kia những các cái ồn ào, rồi những cái sự tấp nập để họ mua cho họ một cái vui. Nhưng họ càng tìm cái ồn ào, tìm cái sự tấp nập đấy, thì họ lại càng trở nên là lo âu và họ càng trở nên là bất an hơn. Vậy thì bạn hãy tập thiền. Bạn hãy tập thiền. Bạn hãy làm sao là biết cách để tĩnh lặng. Và khi bạn biết cách tĩnh lặng, bạn biết cách thiền, thì lúc đó cuộc sống của bạn sẽ trở nên là bình an hơn, và bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, và mọi thứ đến với bạn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Vậy thiền có nghĩa là thế nào? Thực ra là rất là nhiều người sẽ dạy cho bạn rất nhiều các cái cách thiền khác nhau. Nhưng cơ bản, đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại và chúng ta hãy tập trung cái suy nghĩ của chúng ta về vào những cái điểm mà quan trọng, những cái điều quan trọng. Thậm chí chúng ta có thể không nghĩ ngợi gì, đúng không? Chúng ta hãy để cho lòng của chúng ta một cách là bình an và tĩnh lặng, và không cần phải nghĩ ngợi gì, và chỉ tập trung vào hơi thở của bạn. Hoặc là bạn có thể là tập trung vào những các cái sự tưởng tượng của bạn. Đấy đều là thiền hết. Và khi bạn thiền có nghĩa rằng bạn đi vào bên trong nội tâm của bạn. Bạn đi trong bên trong cái về phía cái gọi là thế giới bên trong của bạn. Vì vậy trong quá trình thiền ấy, thì nó sẽ giúp cho bạn. Thứ nhất là giúp cho bạn được tập trung hơn. Bạn sẽ tập trung vào hơi thở, bạn sẽ tập trung vào những cái suy nghĩ của bạn, bạn tập trung vào những các cái bức tranh với cuộc đời mà bạn mong muốn. Đó, tất cả những cái điều đấy nó đều sẽ giúp cho bạn để bạn có thể tập trung. Đó. Và cái thứ hai nữa là bạn sẽ có khả năng để khai thác được cái nguồn, gọi là nguồn năng lực vô tận ở bên trong bạn. Khi bạn hiểu rằng là cái trí tuệ của chúng ta này, cái đầu của chúng ta này nó có hai phần. Phần thứ nhất là ý thức và phần thứ hai là tiềm thức. Và việc chúng ta thiền thì chúng ta sẽ hợp nhất giữa cái ý thức với tiềm thức. Và khi mà chúng ta là có một cái trí tưởng tượng, đúng không? Con người của chúng ta nó khác với động vật ở chỗ là chúng ta có cái khả năng tưởng tượng về bản thân chúng ta. Và chính cái khả năng tưởng tượng đấy nó khác với các loài động vật khác. Và đây chính là tạo nên một cái sức mạnh vô thường, tức là một cái sức mạnh vô song. Và khi mà bạn mà biết cách hợp nhất giữa cái ý thức với lại cái tiềm thức đó, thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là một cái bước nhảy lượng tử. Và chính nhờ những các cái quá trình bạn thiền này thì bạn sẽ đưa những các cái hình ảnh mà bạn mong muốn, đưa những cái hình ảnh tuyệt vời của bạn vào trong cái tiềm thức của bạn. Và từng bước một bạn sẽ gieo vào trong tiềm thức của bạn những các cái hạt giống tốt. Và cái quan trọng đấy là bạn phải tưởng tượng ra các cái bức tranh đẹp, những cái bức tranh tuyệt vời của cuộc đời mà bạn ước mơ, hay là những các cái hình ảnh mà bạn mong muốn về cuộc đời của bạn. Và tất cả những cái điều này cũng đều là thiền. Và khi mà bạn thiền được như vậy rồi thì bạn sẽ rõ hơn về cái hình ảnh, cái chân dung và về cái con người mà bạn muốn trở thành. Và đấy nó cũng sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nó cũng sẽ làm cho bạn trở nên là gì? Là rõ ràng hơn về cái cuộc sống mà bạn mong muốn. Rồi thứ ba nữa, thiền sẽ giúp cho bạn trở nên hạnh phúc hơn. Là bởi vì khi bạn thiền ấy, thì bạn sẽ đạt được cái sự tĩnh lặng, và bạn sẽ đạt được cái sự an nhiên, và bạn sẽ đạt được cái sự gọi là gì, là hạnh phúc, vì bạn tìm thấy cái sự bình an ở trong lòng. Bởi vì khi bạn không còn là chạy theo những cái sự ồn ào, chạy theo những sự náo nhiệt, chạy theo những cái điều ở bên ngoài, mà bạn đi vào bên trong cõi lòng của bạn, đi vào thế giới bên trong của bạn, thì bạn sẽ tìm được cái bình an, tìm được cái sự tĩnh lặng đấy. Và thứ tư nữa là sẽ giúp cho bạn là trở nên là kiên trì hơn, và sẽ giúp cho bạn trở nên là gì, bình tĩnh hơn trong các cái trước các cái sóng gió của cuộc đời. Và với tất cả những cái điều trên sẽ giúp cho
là bạn sẽ đạt được những các cái hiệu suất của cuộc sống, hiệu quả của cuộc sống tốt hơn. Và từ đấy rồi cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc và thịnh vượng hơn. Vì vậy cho nên là bạn hãy tập thiền, bạn hãy thường xuyên thiền để sẽ giúp cho cuộc đời của bạn tốt đẹp hơn. Thank you bạn.